Hello, xin chào các anh em, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Như mọi người đều đã biết thì cái mùa hè năm nay đang được dự báo là nền nhiệt nóng nhất từ trước tới nay. Và cái việc sử dụng mùi hương như thế nào để cái thứ nhất hạn chế được cái mùi cơ thể gây ra do nóng bức. Và cái thứ hai chúng ta cũng muốn là cái mùi hương chúng ta xịt ít nhất là nó không gây cho mọi người sự khó chịu, không gây cho mọi người sự kích động, không gây cho mọi người sự gọi là hằn học mỗi khi mà đến gần chúng ta. Đấy là một cái điều không phải là dễ dàng. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em top 7 chai nước hoa được sử dụng đặc biệt trong 3 tháng hè tới. Nếu như những ngày nào nắng nóng tầm khoảng 40 độ đó thì lúc đấy chúng ta sẽ dở tấm gọi là bản đồ bí kíp này ra và cứ thế mà theo thôi. 7 chai nước hoa này mình nghĩ là mình sẽ dành riêng cho những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm như ngày hôm qua. Đó, ngày hôm qua là ngày thứ 5, rất là nắng nóng kinh khủng khiếp. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em top 7 chai nước hoa để sử dụng cho những ngày đặc biệt như thế này. Ok, let's go. Ở vị trí thứ 7, chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là Mont Blanc Explorer. Chai nước hoa này có thể giống Aventus và có thể không, nhưng đấy là cái vấn đề khác. Ở đây mình chỉ đang nói đó là cái bám mùi và tỏa mùi của chai nước hoa này đều nằm trong cái phạm vi kiểm soát được rất là tốt trong những ngày hè nắng nóng như thế này. Bởi vì sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thì chai nước hoa này nó có cái thiên hướng skin scent, nó bám một rất tự nhiên ở trên da của mình. Do đó khi chúng ta xịt chai nước hoa này và đi đến những chỗ đông người hoặc những chỗ ngột ngạt thì chúng ta sẽ không sợ gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Bởi vì như mình đã nói, nó bám thỏa rất nhẹ nhàng trên da. Và mùi hương của nó mình nghĩ cũng rất là thu hút nữa. Do đó vị trí thứ 7 mình muốn lựa chọn đây đó là Mont Blanc Explorer. Ở vị trí thứ 6 chai nước hoa mình muốn nói đến đây đó là John Varvatos Blue. Các anh em nhìn chai nước hoa này, mọi người cũng có thể hiểu cái sự tươi mát của chai nước hoa này khi mà xịt. Với cái sự kết hợp giữa cam bergamot và một số những nguyên liệu khác tạo những cái mùi hương aromatic, thơm ngát, rất là dễ chịu khi mà ngửi. Chai nước hoa này có thể sử dụng tốt trong môi trường văn phòng, có thể sử dụng tốt trong môi trường đông người, có thể sử dụng tốt trong môi trường đi uống nước, có thể tất cả các cái môi trường trong những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm. Và cái hay của nó là mùi hương của nó rất là mềm mại, nó rất là dễ chịu khi mà ngửi. Đôi khi mình cảm giác nó giống như kiểu cái mùi tự nhiên của một cái bông hoa nào đó nó tỏa ra. Đến cái cảm giác của mình nó giống như thế, chứ mình không nói chai nước hoa này giống mùi của bông hoa nào đó. Có nghĩa là chúng ta ngửi cảm thấy rất là thư thái, dễ chịu. Đó. Do đó ở vị trí 6 mình muốn giới thiệu cho các anh em ở đây đó là John Varvatos Blue. Ở vị trí số 5 đó là một sản phẩm Banana Republic, nó có tên là 700 Vintage Green. Các anh em nào muốn biết cái cảm giác khi mà chúng ta vào vườn có cây, có lá, có xương, có đất, có mùi đất ẩm thì chai nước hoa Banana Republic 700 Vintage Green chính xác là cái mùi hương như thế. Có thể là lúc đầu khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ cảm thấy hơi nồng một chút bởi cái vị trà của nó. Thế nhưng chỉ sau khoảng 20 đến 30 phút thì mùi hương này nó lắng đọng xuống, nó dịu xuống. Và đối với mình, đây là một cái mùi hương khá là mềm mại, nhẹ nhàng, bám trên da. Mình nghĩ là chai nước hoa này nên có thêm một sự trợ giúp nữa, đó là ngồi trong phòng điều hòa thì rất là ok. Còn lại thì đi ra ngoài, mặc dù là mình nghĩ nó hơi một chút xíu nồng thôi, thế nhưng không đáng kể. Do đó anh em hoàn toàn có thể tự tin xịt chai nước hoa này. Nói thêm chai nước hoa này các bạn nữ hoàn toàn có thể sử dụng được, nếu như mình nhớ không nhầm chai nước hoa là unisex. Nhưng bỏ qua vấn đề đó, điểm quan trọng nhất đó là chúng ta hoàn toàn có thể tự tin xịt những ngày 40 độ bởi chai nước hoa này, bởi vì mùi hương của nó rất là dễ chịu, rất là thư thái khi mà ngửi. Đó, Banana Republic 78 Vintage Green. Ở vị trí số 4 ở đây đó là Tommy Bahama Estique. Ok, sự kết hợp giữa khế, giữa long duyên hương và muối tạo nên cái mùi hương rất là dạng như kiểu đi party ở bờ biển. Khi mà xịt mùi hương này chúng ta hãy tưởng tượng ra chúng ta đang nằm dài trên bãi biển dưới những cái rặng dừa đang rì rào gió và xa xa là sóng biển đang rì rào và chúng ta nhận nha thưởng thức những cái ly nước dừa đầy trong lành và mát mẻ. Đây là cái cảm giác của mình khi mà xịt chai nước hoa Estique này, bởi vì cái mùi hương nó không có gì để nói cả, rất nhẹ nhàng. Chúng ta xịt mùi hương này thì không bao giờ sợ là mọi người sẽ nhìn lại mình ánh mắt thù hằn và hằn học, bởi vì tại sao những ngày nắng nóng như thế này mà lại còn xịt nước hoa làm cái gì. Đấy là cái cảm giác anh em sẽ không bao giờ sợ phải dính khi xịt mùi hương chai nước hoa này, đó Tommy Bahama Estique.
ở vị trí số 3. Trái hoa ở đây đó là Aqua Allegoria Neri Bianca. Thành phần nguyên liệu chai nước hoa này nó sử dụng tất cả những nguyên liệu liên quan đến của một cây cam, đó quả cam, hoa cam, rễ cam, thân cam, đại khái tất cả những gì của cam nó đều có trong chai nước hoa này. Và khi mà xịt chúng ta sẽ có một cái sự liên tưởng, đó là một cái cốc nước cam thuần tự nhiên, ngọt ngào và dễ chịu khi mà ngửi đó. Và các anh em hãy từ từ tận hưởng mùi hương chai nước hoa này, bởi vì mình nghĩ là nó sẽ gây một ấn tượng rất là mạnh khi mà một người xịt, đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng này, mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu khi mà ngửi chai nước hoa này. Do đó mình muốn giới thiệu đến cho anh em ở đây Aqua Allegoria Neri Bianca. Cột chai này có một cái đặc điểm, đó là cái vặn cái này nó hơi bị rất là dễ chịu khi một người đó ở vị trí số 3. Ở vị trí số 2, Shopee Prada Amber Pujol. Prada luôn được đánh giá đó là King of Shopee Perfume. Đó, họ luôn rất mạnh về những dòng mùi hương, một dạng kiểu xà bông sạch sẽ. Prada Amber Pujol này cũng là một trong những số đó. Khi mà xịt chai nước hoa này, chúng ta sẽ có một cảm giác như vừa tắm xong, người chúng ta còn đầy thơm tho mùi xà bông. Đó, rất rất là sạch sẽ, rất là fresh, tươi mát. Chai nước hoa này các anh em xịt để đi làm, đi chơi và tất cả những cái dịp trong những ngày hè nắng nóng đều rất rất là ok. Cái đấy là điều mình có thể sure đảm bảo với các bạn. Đó, cái đó vị trí số 2, đó là Prada Amber Pujol. Cuối cùng ở vị trí số 1, chai nước hoa rất là quen thuộc, Nautica Voyage. Nếu như các anh em làm nào là một fan của truyện tranh thì chúng ta thường được đọc đó là các cái nhân vật chính, một số nhân vật chính khi mà họ đánh nhau chẳng hạn, họ càng bị thương nặng thì họ càng trở lại một cách dữ dội, càng trở lại lợi hại hơn xưa. Đó, rất rất là ghê gớm. Thì Nautica Voyage là một trong một dạng kiểu như thế. Càng những ngày hè nắng nóng thì nó càng phát huy được hết cái sức mạnh của nó. Đấy là cái điều mình rất rất đảm bảo với các anh em. Có thể là 30 độ mùi hương rất là bình thường, 35 độ đã có thể mình đã cảm thấy một chút mùi hương rất là ok. Nhưng đến 40 độ thì nó là một siêu nhân. Mùi hương của nó rất rất ghi điểm, rất là cao. Như mình đã nói, chai nước hoa này những ngày mình nắng nóng mình xịt thì mình luôn luôn nhận được những lời khen từ tất cả mọi người. Từ đó mình rất là giới thiệu một cách gọi là cao độ đối với các anh em khi mà nắng nóng để sử dụng chai nước hoa Nautica Voyage. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em top 7 chai nước hoa được đặc biệt sử dụng trong những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm tới đây trong 3 tháng hè 6-7-8. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video quan trọng thì subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.